Thưa quý vị, tranh Đông Hồ là một trong những dòng tranh dân gian nổi tiếng của Việt Nam. Đi qua thời kỳ phát triển rực rỡ, tranh Đông Hồ hiện đứng trước nguy cơ bị mai một. Trước kia có 17 dòng họ đã quy tụ về làng Hồ, xã Sông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để làm tranh. Nhưng hiện nay thì chỉ còn 2 gia đình nghệ nhân theo nghề. Và trong đó thì ông Nguyễn Đăng Chế là người có công lớn trong việc khôi phục và làm sống lại được dòng tranh này. Tôi đi đến đâu, tôi thấy ở nơi nào có những cái tranh Đông Hồ, một cái là tôi xin, hai cái là nó không, các vị không cho thì tôi mua. Năm nay là năm thứ 30 tôi nghỉ hưu, 31 năm nghỉ hưu rồi. Thế thì tất cả những cái sản phẩm của tranh Đông Hồ là bây giờ nó đã được sống lại. Mặc dù ở độ tuổi 90, mắt đã mờ, tay đã chậm, thế nhưng ông Chế vẫn miệt mài tạo ra những bức tranh Đông Hồ như thế này. Có lẽ với ông, đây chính là thứ tài sản vô giá mà ông đã tích lũy trong suốt những năm tháng qua. Tôi tự tay tôi ngồi tôi khắc được 100 cái loại tranh như thế này và 10 cái bộ tranh bộ như thế này. Và đến bây giờ tôi đã có 250 loại tranh và có thêm 7 bộ nữa là 17 bộ. Theo ông Chế, nếu không yêu và say mê với nghề thì rất khó để tiếp tục trên hành trình phục hồi lại dòng tranh Đông Hồ. Bởi để tạo ra một bức tranh rất cần sự tỉ mỉ trong mỗi công đoạn. Vì mong muốn tiếp tục gìn giữ dòng tranh này, hàng ngày ông Chế vẫn dành thời gian hướng dẫn chuyên lờ nghề cho con cháu. Tôi nghĩ đấy là một cái tượng đài để bọn tôi có thể lo theo. Cụ thì cũng gọi được cả một đời cống hiến cho cái ngành nghề truyền thống của làng Đông Hồ. Tôi phải nói một điều rất rất chi là tự hào. Tôi đi đâu, tôi nói đến tranh Đông Hồ là người ta đã trầm trồ. À anh làng Hồ, mà đặc biệt tôi lại còn làm nghề nữa, thì người ta càng trân trọng tôi bấy nhiêu. Năm 2020, ông Nguyễn Đăng Chế đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì những công hiến trong 60 năm bảo tồn và phát triển tranh dân gian Đông Hồ. Với nhiệt huyết của mình, ông đã mang dòng tranh này đến gần hơn với người dân không chỉ trong nước mà cả quốc tế.